Chào em, bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái dạng kế tiếp của cái tìm giới hạn một hàm số khi nó tiến tới một điểm. Và cái dạng của phương trình này là dạng phương trình có hai cái căn, và hai căn này là hai căn khác bậc. Mấy em thấy cái câu đầu tiên là câu mà dễ nhìn nhất, đặc trưng nhất của cái chữ mà hai căn khác bậc này. Thì gặp cái bài 1 này mình xử lý như thế nào đây? Gặp bài 1 thì xử lý như thế nào? Tại vì những cái dạng này mấy em sẽ rất là bối rối khi mà gặp nó. Ví dụ như bài số 1 này, tại vì hai căn khác bậc mình nhân lượng liên hiệp cho căn bậc 2 hay căn bậc 3, mình phải chọn một trong hai hả, hay là có cái con đường nào khác nữa hay không, đúng không? Không thể nào mà chọn nhân với căn bậc 2 để khử căn bậc 2 thì thằng này nó dướng căn bậc 3 mà bình phương lên thì ra cái gì, rất là khó. Vì thế cho nên chúng ta phải nhân lượng liên hiệp của từng thằng, bắt buộc mấy em phải nhân lượng hiệp của bậc 2 rồi nhân lượng hiệp của bậc 3, nhân hai thằng cùng lúc. Thì để nhân vậy đó, mấy em phải có một cái kỹ thuật, một cái chiêu khi giới hạn, khi x tiến tới 0 của cái thằng này, căn của 1 cộng x, mấy em sẽ nghĩ như thế nào đây? Chúng ta sẽ thêm một cái số nào đó vào và trừ cái số đó ra. Cái dạng này thì mình đã gặp rồi. Chúng ta sẽ thêm số 1 vào. Số 1 là số tốt nhất mà chúng ta có thể chọn ở đây. Mấy em thấy đây là nó tiến tới 0, tử tiến tới 0, mẫu thế giao tử là 0, mẫu cũng 0. Cho nên hai bậc khác nhau này á, thì chúng ta phải tách. Mấy em bắt buộc phải tách hai này ra làm hai cái phương trình. Mấy em không thể chia xuống thẳng xuống được. Em chia thẳng xuống là em sai. Lý do là nếu mà em chia thẳng xuống á, thì tử này ra 1 phần x nè, thằng này ra 1 phần x nè, thì hai cái vô cực trừ vô cực em không làm được. Vì thế cho nên á, lúc này mình phải khử dạng vô cực trừ vô cực đó bằng cái cách là em sẽ thêm cái số 1 vào. Em sẽ cộng 1 vào đây, hoặc em trừ 1 vào cũng được. Em cộng 1 và trừ 1 vào. Em không nên thêm số 2 vào, tại vì thêm số 2 vào thì mình không có chém được thằng x này. Mình có thể chọn vô số số ở đây, nhưng mà chúng ta phải chọn số 1. Có nhiều cách để chọn, nhưng mà chúng ta chỉ có thể chọn số 1 để bình phương này lên trừ số 1 này. Nó mất thằng số hạng tự do thì nó chỉ còn x thì mình chém nó được, ngon lành. Nắm được vấn đề không? Đó. Trừ căn bậc 3, mình đã cộng 1 vào thì mình phải trừ 1 đi. Cộng cho x và mình trừ 1 đi. Được chưa? Cộng 1 trừ 1, cái biểu thức tử tử không thay đổi. Còn ở mẫu thì là x. Thì lúc này mình sẽ chia xuống. Tại vì thầy biết á, nguyên cái đám này mà thầy chia xuống á, thì thầy được cái biểu thức một cái giới hạn hữu hạn. Và thằng này thì chia xuống á, thầy được một cái giới hạn hữu hạn. Mấy em hiểu không? Đó là cái suy luận. Khi mà gặp hai bậc khác nhau thì mình sẽ cộng trừ một số nào đó. Tùy theo cái hiển thị của bài toán ở đây thì mình sẽ thêm cộng trừ khác nhau. Bằng giới hạn khi x tiến tới 0 của thằng tử này á, là căn 1 cộng x cộng đi 1 chia x, và trừ đi cái giới hạn khi x tiến tới 0 của căn bậc 3 của 1 cộng x trừ đi 1 chia cho x. Thì mấy em thấy là đây là cái dạng nâng cấp của hai cái bài trước mà mình đã học, của bài 4 và bài 5 mà mình đã học. Mấy em thấy là cái phương trình này thì nó gồm hai cái phương trình, gồm hai cái giới hạn là giới hạn chứa bậc 3 và giới hạn chứa bậc 2. Cộng là sẽ được cái đề bài toán như thế này. Thì rõ ràng đây là dạng nâng cấp rồi. Mình học giải cái này rồi, mình học giải này rồi, mình sẽ thì nó gom hai cái ra cái này, cho nên nó cũng không có gì khó. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái dạng kế tiếp. Thầy chỉ nói cho mấy em thấy kiểu suy luận để mình phân tích ra được cái mà mình đã biết rồi. Vì mình đã biết rồi cho nên thầy không có giải tiếp, hiểu nha. Bây giờ coi bài số 2 được coi. Có bài số 2 nữa coi, có gì đặc biệt ở đây không? Tại vì đang coi phim cho nên là nó hơi bị mất tập trung tí xíu. Và thầy cũng đang hack một cái website. Cho nên nó cũng hơi ấy chút xíu. Đang hack bằng auto. Rồi, bây giờ là cái giới hạn khi x tiến tới 0 của biểu thức này. Mấy em sẽ thấy là một cái điều cực kỳ hay ở đây. Đen. Đi ngủ đi con. Thằng này á, chúng ta sẽ phải nhân lượng liên hiệp. Nhân lượng liên hiệp thì rõ ràng là hai cái bậc này nó hai bậc khác nhau, nhưng mà mỗi cái tử với mỗi cái mẫu nó có một bậc khác nhau, nó có cái bậc giống nhau như vậy. Em có thể thấy là khi tiến tới 0 thì này là trừ 1, này là 1, trừ 1 trừ cộng 1 ra 0, thằng này cũng vậy, 0 0 1 trừ 1 ra 0, cho nên là không có gì khó cả. Đối với dạng toán này, bài số 2 này thì mình chỉ việc nhân lượng liên hiệp của tử đồng thời nhân lượng liên hiệp của mẫu. Tử nhân lượng liên hiệp của mẫu và mẫu nhân lượng liên hiệp của tử là xong. Bài này không có gì khó cả nha, cho nên em có thể tự làm được.
thầy sẽ không làm bài này. Nó không có đặc đặc biệt như cái dạng khó suy nghĩ như bài 1, mà cái bài số 2 này nó dễ suy nghĩ hơn. Qua bài số 3 coi. Trời, bài số 3 lại là hai bậc khác nhau, nhưng mà hai bậc đó một bậc ở tử, một bậc ở mẫu giống như bài số 2, cho nên thầy sẽ không nói về cái bài này nữa. Cái dạng này thì quá dễ rồi. Bài này là một cái bài mà thầy cần phải nói. Bài số 4 này là bài thầy cần phải nói. Lý do gì mà thầy phải nói ở cái bài này? Lý do là nó giống như bài số 1, mà bài 1 là một bài rất là hay. Bây giờ là mấy em nghĩ coi chúng ta sẽ thêm cái gì vào đây? Chúng ta sẽ thêm cái gì vào đây? Thêm gì vào? Mấy em có thể thế không vào thì mẫu này tiến tới không, này là 2 trừ 2 ra là 0. Như vậy là đây là dạng vô định không kia không, mà dạng định không không thì mình phải khử như thế nào. Hai bậc này khác nhau cho nên bắt buộc chúng ta phải thêm một cái gì đó vào. Thì em nghĩ là chúng ta sẽ thêm gì? Chắc chắn là chúng ta phải thêm một cái số nào đó vào rồi. Thầy nghĩ đây là chúng ta sẽ thêm số mấy đây? Em nghĩ số mấy? Số 1 được không? Số 1 sao mình chém được đây? 2. Số 1 là bình phương này lên ra 4 rồi. Không được. Thêm gì đây? Thêm số. Số mấy? Này số 8 nè. Số 2 nè. Thêm số mấy? Số 2. Chúng ta sẽ thêm số 2 vào. Nó sẽ là giới hạn khi x tiến tới 0 của hai lần căn của 1 cộng x. Em cộng đi 2 thì em đặt hai nhân tử chung thì ra là gì? Căn của 1 cộng x cộng đi 1. Áp dụng hẳn thức thì ra x chém được giới này. Và số 2 này mình sẽ trừ đi 2, trừ căn bậc 3 của 8 trừ x. Mình trừ đi 2. Hai này gom lại bỏ ngoặc. Đổi dấu nó lại. Thì rõ ràng là khi số 2 này mũ 3 lên là 8 trừ 8 mất. Ngon lành không? Cực kỳ ngon. Thằng này thì 7 rồi, thầy sai rồi. Thầy sai rồi. Chỗ này á mình sẽ trừ 2, chỗ này mình cộng 2. Tại sao phải là trừ 2 cộng 2? Tại sao không có thể là cộng 2 mà trừ 2 ở đây? Để coi lại cái bài số 1 thử coi. Bài số 1 này cũng vậy. Cái thằng này phải là trừ 1. Và thằng này phải là cộng 1. Lý do gì? Thầy sẽ nói ở cái bài số 4 này. Thầy sẽ nói bài số 4 này. Không có làm bài số 1 nha. Thì giờ á, tại sao lại là cộng 2 ở đây? Tại vì cái quy tắc á, là khi mà mũ 3 lên á, là 8 trừ x trừ đi 8. 8 trừ x trừ đi 8, mũ 3 lên, tại vì 2 mũ 3 ra là 8. 8 trừ x trừ đi 8. Nếu mà dấu này là dấu trừ á, thì nó sẽ ra là A3 trừ B3. Mà 3 trừ B3 thì mình sẽ mất số 8 này. Còn nếu mà thầy để A3 cộng B3 á, cộng B3 á, thì rõ ràng là 8 trừ cho x cộng cho 8, làm sao mất số 8 này. Cho nên dấu của hai này phải khác nhau. Vì thế chỗ này bắt buộc phải là cộng 2, chứ không thể nào là trừ 2 ở đây được. Bắt buộc luôn nha. Còn thằng bên này á, là trừ hay cộng gì cũng được, trừ hay cộng gì cũng ngon lành. Nhưng mà thằng này buộc phải là dấu cộng thì thằng này phải là dấu trừ rồi nha. Đó, bắt buộc. Tại vì cái dạng hạn thức của nó phải ra là A3 trừ B3. Nó mới mất được số 8. Còn A3 cộng B3 thì nó không mất được số 8, cho nên là không được. Rồi, ok. Bài số 4 này thì mình nghĩ thoáng hơn xíu, mình thêm số 2 vào. Còn bài số 5 này giống không? Mấy em thấy là cực kỳ giống đúng không? Cực kỳ giống. Và cái mẫu này nó có nghiệm là 4 hay không? Thầy thấy là mẫu A cộng B cộng C bằng 0 rồi. Cho nên là có nghiệm là 4. Và nghiệm là 1. 4 và 1. C chia A là 4 và 1. Và cái thằng tử này nó có gì? Hai cái mũ nó gì? Hai cái bậc của nó là sao? Hai bậc của nó khác nhau. Hai bậc của thằng này nó khác nhau. Cho nên á, bắt buộc là chúng ta phải thêm một cái gì đó vào. Thì mấy em nghĩ là thêm gì vào? Thêm gì? Thằng này á, làm sao cho ra số 4 đây? Căn của x. Mình thêm số 1 thì cũng hơi khó. Chỗ này thì chúng ta là muốn lội cái này đúng không? Cho nên phải có nhân tử là x trừ 4. X trừ 4 thì chỗ này mình sẽ thêm là trừ 4. Số 2. Mình sẽ thêm số 2 vào. Trừ 2 vào. Tại sao lại là trừ 2? Nguyên một cái quá trình nó diễn biến ở trong đầu của thầy. Tại sao phải là trừ 2? Tại vì mục tiêu á là thầy muốn thằng này mũ 3 lên á, là x cộng 4. Mũ 3 lên. Để làm chi? Để trừ cho một số nào đó. Một cái số nào đó. Trừ cho một cái số nào đó. Để cho ra mấy? Để cho nó ra là x trừ 4. Mục tiêu là thầy muốn x cộng 4 này trừ cho một cái thằng mũ 3 nào đó. Để cho ra x trừ 4. Để làm chi vậy? Để cho có nhân tử x trừ 4 này nè. Để mình chém với cái thằng mẫu. Vì thế thằng này nó phải bắt buộc phải là số 8. Hiểu không? X cộng 4 trừ đi 8 mới ra x trừ 4. Mà số 8 này thì mũ 3 của nó là 2 mũ 3. Cho nên ở đây nó có dạng là căn của x cộng 4 trừ đi 2 tất cả mũ 3 nè. Thằng này nó phải là như vậy mới được nha.
nó phải là a3 trừ b3 lộn, thằng này mũ 3 trừ 2 mũ 3 a3 trừ b3 nha. Cho nên đó, chỗ này bắt buộc chúng ta phải thêm số 2 vào rồi. Cho nên nó tùy theo cái bài mà em phải thêm nó khác nhau nhé. Cho nên cái giới hạn khi x tiến tới 4 á, tiến tới 4 á thì mình sẽ thêm số 2 vào. Tại vì số 2 đối với này bình phương lên ra mấy em? Bình phương lên thì cũng ra 4 rồi. Căn của x mà trừ đi. Căn x cộng đi 2 nè. Thằng này mình phải trừ 2, bắt buộc phải trừ 2 nha. Tại vì chúng ta phải có là x cộng 4 trừ đi 8. Cho nên chỗ này bắt buộc phải là trừ 2 a bình a3 trừ b3 mới được. Ok ha, cho nên là thêm số 2 vào. Còn cái mẫu này thì mấy em cứ giữ nguyên y như ấy, mấy em phân tích đa thức thành nhân tử sẽ coi chó nhân tử x trừ 4 rồi. Thì mình sẽ xử lý tiếp nha. Cho nên á, từ bài 1 bài 5 là những cái bài mà nó thuộc dạng là nâng cấp hơn chút xíu thôi. Bài 6 cũng giống như bài số 5 thôi, bài 7 cũng vậy, bài 8 cũng vậy, bài 9 cũng vậy, bài 10 cũng vậy, bài 11 cũng vậy. Wow, bài 12 y chang, 13 y chang. Cho nên là những cái bài kế tiếp là thầy sẽ cùng mấy em thảo luận coi chúng ta sẽ nhân với cái gì. Còn cái mẫu này thì mấy em đã biết cách làm rồi, cứ để cái mẫu phân tích làm sao cho có nhân tử x cộng 3. Thì này là hạn thức là x trừ 3, x cộng 3 rồi để đó. Và mình sẽ bắt đầu thêm gì đây. Bây giờ á, mục tiêu là chúng ta làm sao coi có nhân tử x cộng 3 nha. Bây giờ mấy em sẽ coi nè, cái này nè. Mấy em coi cái mục tiêu chúng ta chỉ cần xét một bên thôi. Mục tiêu chúng ta là cái gì thì chúng ta sẽ xử lý nó thôi. Những cái dạng như thế này á, là quá dễ rồi. Thấy hai cái căn mà bậc khác nhau thì chỉ có làm như vậy thôi. Chúng ta phải suy luận như vậy á mới được. Đúng không, đúng không, đúng không? Có đồng tình với thầy không? Đồng tình thì like cái đi. Subscribe luôn. Cái giới hạn của thằng này á, thì chúng ta sẽ phải thêm cái gì để cho có phân tử nè, 2x cộng 10 nè, 2x cộng 10 nè, nó phải trừ hay cộng cái một số gì đó, một cái số gì đó mà nó cho có nhân tử là gì? Là x cộng 3, ủa x trừ 3, ủa x cộng 3 chứ. Nó phải có nhân tử x cộng 3. Nè, thầy muốn thằng này bình phương lên, thằng này là bình phương lên cộng với cái thằng gì đó bình phương, a bình trừ b bình, nó phải ra x cộng 3. Thì chỗ này á, cái bậc này là 2x cho nên chỗ này phải là 2x. Cho nên á, nó phải là 2x cộng 6. Làm sao chỗ ra 2x cộng 6 đặt 2 ra mới có nhân tử x cộng 3. Như vậy là 2x cộng 6 mà qua bên này thì 2x cộng cho trừ đi 4, chỗ này phải trừ đi 4. Tại sao phải trừ đi 4? Tại vì 10 trừ 4 nó mới ra số 6 này, 2x trừ đi 4. Cho nên chỗ này chúng ta phải là cộng đi số 2. Và chỗ này chúng ta sẽ là trừ đi số 2. Bây giờ coi cộng 2 hay là trừ 2 đây. Chỗ này có thể là trừ 2, chỗ này có thể là cộng 2. Bây giờ nếu mà chỗ này mình chọn này là cộng 2 thì bên này bắt buộc phải là trừ 2. Mà trừ 2 thì sao? Trừ 2 thì nó có nhân tử là x cộng 3 hay không? Thằng này là trừ hay cộng gì cũng được nha. Còn này là trừ 2 thì sẽ là x trừ đi 5, trừ đi 8. Thì đó là x trừ 13. X trừ 13 thì làm sao mà có nhân tử x trừ x cộng 3 để mình chém bỏ được. Cho nên bắt buộc thằng này phải là cộng 2. Không trừ thì là cộng thôi. Đó là căn bậc 3 của x cộng 5. Ủa x trừ 5. Và chỗ này nó phải là cộng đi 2. Cộng đi 2 thì sẽ ra cái gì? Bậc 3 lên á. Bậc 3 lên á là x trừ đi 5. Cộng cho mấy? 2 mũ 3 ra là 8. Cộng chỗ này giấu cộng 8. Tức là ra nhân tử x cộng 3. Là nhân tử mà mình có thể chém nè. Như vậy bắt buộc chỗ này phải là trừ 2 bên này. Thằng này trừ cộng gì cũng vậy. Cũng ra cái biểu thức này. Còn này là trừ nó ra khác mà cộng ra khác, bậc 3 nó khác ha. Cho nên đó, chỗ này mình sẽ thêm trừ 2 và chỗ này mình thêm cộng 2 vào. Mấy anh thấy thầy suy luận dễ dàng không? Cực kỳ dễ dàng. Và đi coi bài số 7 thử coi có gì đặc biệt hay không. Bài số 7 nè, bắt đầu suy luận tiếp tục nè. Còn chúng ta sẽ thêm gì vào? Tại vì mình biết mình thêm gì vào là mình có thể làm tiếp tục rồi. Cái quy luật thì đã có sẵn hết rồi. Thằng này á, mấy em thấy là 1 cộng 4 x chia cho x thì chỗ này là cái số này thôi, quan trọng là số này thôi, trừ 1 cộng 1 là kết thúc thôi nha. Bây giờ quan trọng là trừ 1 hay cộng 1 đây, thì rõ ràng là chỗ này phải là trừ, chỗ này phải là cộng 1, tại vì thằng này là dấu trừ. Hai thằng này nó phải trái dấu nhau để ra dạng là 1 cộng 6x. 1 cộng 6x trừ đi 1, trừ đi 1 thì nó mất hai thằng số 1 này ra 6x chia x nó mới đúng. Cho nên là bài này không có gì nói, cái hệ số của hai này, cái số hạng tự do của hai phương trình này là 1 hết thì khỏi bàn. Còn hệ số của hai này là 5 là 10 nè, hay là 4 là 0 nè thì nó khó một chút xíu. Nắm được vấn đề không? Vì em đã ước một điều, vì em đã trông mong biết bao điều. Rồi qua cái bài số 8 này. Đặt niềm tin trong muôn ánh sao.
cho trái tim luôn vẹn nguyên. Hay quá, bài Nhịp Sinh Tử trong trang web của thầy, cái bài số 18 à, trong playlist bài số 18. Hay. Rồi à, cái bài này thì mình thêm gì vào, cái hệ số của nó không phải là 1, hệ số bên này số hạn tự do là 2 là 10. Đó là chúng ta phải phân tích. Mục tiêu là chúng ta làm sao cho có nhân tử x trừ 2 à, thằng mẫu đã có nhân tử x trừ 2 thì mình không cần phải tách mẫu nữa à, thì là 10 trừ x à, cộng với cái thằng gì đó à, một cái A mũ 3 nào đó, một cái A mũ 3 nào đó, thì nó sẽ ra nhân tử x trừ 2. X trừ 2, hai thằng x này nó trái dấu nhau, cho nên chỗ này phải là trừ x cộng 2 rồi à, để cho hai này giống nhau, trừ x cộng 2. Vậy là mình sẽ coi cái số này là bao nhiêu nha. Số là bao nhiêu à, như vậy là 10 cộng số này là 2. Như vậy số này là mấy? Phải là trừ 8 thôi. Chỗ này phải trừ 8 đúng không? 10 trừ 8 thì nó mới ra số 2 này. Như vậy A này sẽ bằng trừ 2. Như vậy thằng này mình sẽ kết hợp với số mấy? Thằng này kết hợp với trừ 2. Và này sẽ mình kết hợp với cộng 2 ở đây à, thằng này trừ 2 này phải cộng 2. Trừ 2 thì nó mới ra được cái nhân tử trừ x cộng 2. Và này cộng 2 thì chắc chắn rồi à, mấy em bình phương lên ra x cộng 2. Trừ đi 4 thì đã ra x trừ 2 rồi à, được không, được không? Mấy em có thể suy luận được không à, bây giờ thử thêm một bài nữa nha, thử coi thầy suy luận thêm bài. Bài này thì hai cái số hạng tự do của nó là 11 và 7. Hai cái số hạng tự do này thì nó khác nhau à, cho nên á là mình phải xử lý tiếp à. Bây giờ 8x cộng 11 nè, thôi mình sẽ xử lý gì, ngu xử lý 8x cộng 11 nó phức tạp, mình xử lý x cộng 7 đi à, như vậy là x cộng 7 thì làm sao cho có nhân tử gì x trừ đi 2. Nhìn vô đây nè, làm sao có tử x trừ 2 nè. Như vậy x cộng 7 mà cộng cho một cái số gì đó bình phương, ủa trừ chứ, chắc chắn phải trừ rồi, tại vì này là lượng liên hiệp của nó sẽ ra a bình trừ b bình, trừ số gì đó sẽ ra x trừ 2. X nè, đúng nè à, như vậy là 7 trừ số gì đó ra trừ 2. Vậy số gì đó phải là mấy? Phải là 9 thôi à, 7 trừ 9 nó ra trừ 2. Như vậy là a sẽ bằng 3. A sẽ là 3, 3 bình phương mới ra 9 à, a bằng 3. A bằng 3 à, thì điều đó có nghĩa là này sẽ kết hợp với trừ 3 hoặc là cộng 3 à, như vậy là em sẽ nghĩ là trừ 3 hay cộng 3 à, nghĩ là trừ 3 hay cộng 3 nó mới là cái vấn đề à, bây giờ chỗ này là trừ 3 hoặc là cộng 3. Bây giờ nếu là trừ 3, tại vì khi mình xét cái căn á, là bắt buộc mình phải coi dấu này dấu trừ hay cộng. Còn mấy em mà xét cái bậc 3 này á, thì mấy em làm ngay lập tức mà không cần phải nói trừ hay cộng. Thầy xét cái thằng bậc 3 này nè à, 8x cộng 11, cái này thì nó dễ hơn, nhưng mà lát mình phải xét hai trường hợp. Còn thằng này thì nó khó hơn, phức tạp hơn chút xíu, nhưng mà mình xét một trường hợp mà thôi. Thằng này á, mình sẽ là cộng trừ một cái số nào đó, và chắc chắn số này sẽ là 27. Mình biết cộng trừ 27 hay gì à, thì chỗ này sẽ là làm sao có tử là x gì, x trừ đi 2. Làm sao có tử x trừ 2 giống như thế này à, x trừ 2, mà cái hệ số này là hệ số mấy mấy em? Số 8 à, cho nên chỗ này chúng ta phải đồng hai bên, là chỗ này phải là 8x. Vậy là chỗ này phải là 8x trừ 16. Như vậy là số 11 với cái số gì đó mà ra trừ 16, thì chỗ này chỉ có trừ 27 nó mới ra trừ 16 thôi. Vì thế cho nên á, thằng này á, sẽ là gì? Trừ 3 mũ 3. Chỗ này chỉ có trừ 3 mũ 3 mà thôi. Cho nên á, chỗ này sẽ là trừ 3. Và này phải là cộng 3. Đã trừ 3 bên này thì cộng 3 phải bên này à. Hồi nãy mình xét thằng này á, thì này sẽ là cộng trừ 3 à, nhưng mà mình không biết là trừ 3 hay cộng 3, nó phức tạp hơn à, mình cần phải xét tiếp à, nhưng mà mình xét cái thằng bậc 3 này á, thằng căn bậc 3 này á, thì mình sẽ ra ngay lập tức là trừ 3 hay cộng 3 để kết hợp với này, để ra cái nhân tử x trừ 2 mà mình mong muốn. Hiểu không? Nhân lượng liên hiệp thì mình sẽ ra được cái này à, nắm được vấn đề chưa à, rồi quá bài số 10 nè, coi mình xét thêm cái gì nha. Bài số 10 nè, bài số 9, số 10. Ủa, mới bài số 9 tới bài số 10 hả? Ủa, số 9 tới 10 ta? Làm sao 9 lại tới 10 ta? À, 9 sao không tới cái bảng, cái vàng mà lại là tới 10? Thằng này á, bình phương à, cái vấn đề là thằng này bình phương. Bình phương mà hai cái số hạng tự do là 1 thì thôi rồi, cộng 1 trừ 1 vào à, và mấy em sẽ biết là cộng 1 hay trừ 1. À, chỗ này chắc chắn là phải là cộng 1 ở đây. Thằng này là trừ 1. Lý do gì cộng 1? Tại vì à, cái dấu của hai này nó bắt buộc phải khác nhau à, thì khi bậc 3 lên á, thì mình sẽ lấy thằng này mình trừ thằng này, tức là ra 6x bình. 6 bình chia cho x bình thì ngon à, được chưa à, cho nên á, là hai cái hệ số của nó là 1, 1 thì mình quá ngon lành để mình làm rồi. Còn bài số 11 này, hai cái hệ số khác nhau 11 và 7 nè, có nghĩ đến số 3 không em?
khá khá nghĩ nhiều đến số 3 và bài số 9 với bài số 11 sao giống nhau dữ trời. Đúng không? Bài 9 11 giống nhau, thầy chỉ xét cái tử thôi, còn cái mẫu thì mấy em hoàn toàn có thể xử lý như thông thường được. À, một cái bài số 8 ở đây, không biết là thầy này, thầy quên tên rồi. Thầy quên tên rồi, lâu lâu dạy quá mà thầy cũng chưa có mà quay lại trang đầu để coi tên của thầy này nữa. À, lâu quá không dạy, cho nên là giờ quay lại nó hơi mệt xíu. Hơi quên xíu. À, cái bài này khá khá là thú vị nha, thầy sẽ để đó, thầy làm nó sau. À, bài này thì chúng ta bắt đầu xét đi, mấy em tập xét đi, thầy cũng xét nữa, tại vì cái dạng nó giống y chang, bài 13 cũng vậy. À, cái bài số 14, 15 nè, hai cái dạng nè, nó hơi khác một tí xíu. À, bây giờ thầy sẽ coi bài số 14, 15 nó khác ở cái chỗ nào. Nó những cái dạng rất là hay không nha. À, bài số 14, 15 này. Công bằng hai cuốn này trừ 1 chia x. À, bây giờ thế số 0 vào thử, à, thế 0 vào thì này ra 0, 0 nè, 1 nhân 1, ra 1 trừ 1 ra 0, phần 0. À, như vậy là dạng vô cùng, ủa 0 chia 0 rồi, dạng 0, 0 thì mình phải khử rồi. Khử thì mình khử như thế nào? Hiểu rằng là khi mà thấy cái căn này thì chỉ có một cách duy nhất là khử gì đây, nhân với lượng liên hiệp để mà khử thôi. À, rõ ràng là mấy em sẽ phải nhân với lượng liên hiệp của nó, nhân lượng liên hiệp của nó để mà khử, tại vì hai này nó cùng cái bậc cho nên thầy cùng cùng cái căn cho nên thầy sẽ nghĩ đến cái lượng liên hiệp của nó. Vậy lượng liên hiệp của nó sẽ là gì? 14. À, sẽ là giới hạn khi x tiến tới 0, tiến tới 0. Tử vô mẫu mình sẽ nhân với lượng liên hiệp đó là x nhân cho căn của 1 cộng 4x. À, căn của 1 cộng 6x và cộng đi 1. À, cộng đi 1. Và này nhân lượng liên hiệp ra là 1 cộng 4x nhân cho 1 cộng 6x trừ đi 1, a bình trừ b bình. À, đúng không? A bình trừ bình 1 bình phương lên 1. Thì lúc này á chúng ta sẽ thằng tử này nè, cái số hạng tự do của nó là 1 nhân 1 ra 1 trừ 1 mất nè. Cho nên là thằng tử này hoàn toàn có thể chém được với thằng x này và chúng ta thế không vào thì chúng ta sẽ ra đáp án của bài toán này, đáp số là 5. Bây giờ thầy sẽ bằng tiếp nè. Lim khi x tiến tới 0. Tiếp tục là chúng ta chỉ rút gọn thôi. Thằng này á, thầy nhân vô là 24x bình. À, thằng này là 6 10x cộng 10x. À, và cộng đi 1 trừ đi 1 chia cho x nhân cho cái biểu thức đó. Và 1 trừ 1 mất. Như vậy là chỗ này chúng ta sẽ chém luôn thằng x này khi x tiến tới 0. Tiến tới 0. Của thằng này là 24x cộng đi 10. 24x cộng 10. Và mẫu này á, là căn của 1 cộng 4x nhân căn của 1 cộng 6x. À, và cộng đi 1. Thì chúng ta sẽ thế số 0 vào. Thằng này nó hết còn dạng 0 chia 0 rồi. À, thì này là 0, 0 là 1. Cộng 1 ra là 2. 2 này nhân lại ra 1 nè. Cộng 1 ra là 2. Tử này là 0. Ra 10 phần 2 ra là 5. Đáp án bài toán này sẽ là 5. Ok ha. Nói chung á là khá bình thường, khi mà em thấy thầy làm thì mấy em thấy rất là dễ, nhưng mà mấy em tự làm thì rất là khó để suy luận. Tại vì thầy dạy cho nên á, cái cách học tốt nhất á, là đi dạy người khác, cho nên á, nó sẽ có nhiều cái điều mà thắc mắc nó sẽ xuất hiện ra trong cái quá trình mà mình nói để cho người khác hiểu. À, vì thế cho nên là cái kinh nghiệm khi mà giải bài tập của thầy á, có thể là nó sẽ nhiều hơn mấy em chút xíu. À, với lại thầy đã từng học qua rồi cho nên đối với thầy những cái bài toán này nó khá là dễ dàng. Còn mấy em á, mới học mà chưa có hiểu được cái vấn đề, chưa hiểu sâu vấn đề, thầy cố gắng truyền tải để cho dễ dàng nhất để cho mấy em có thể nắm bắt được. Đối với cái dạng này á, thì mấy em nghĩ có thể nhân với lượng liên hiệp hay không? Tại vì bài toán này thế là cái số hạng tự do của nó cũng khá là thú vị đây. 1 nhân 1 trừ 1 ra là 0, phần này 0. Đây là cái dạng vô 0 chia 0, dạng vô định 0 chia 0 thì cũng cũng được. Nhưng mà nhân lượng liên hiệp thì mình nhân với cái gì? Cũng hơi 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 khó. À, khá khá là khó. À, bây giờ thầy cũng chưa biết xử lý cái bài toán này như thế nào nữa. Tại vì hai cái căn này nó trái dấu trái nhau mà lại bị như thế này nữa. Ơi. Thằng này nó có ít. Giờ mình sẽ phải tách ra hay sao? Căn bậc 3 hay là đưa cho hai này nó về cùng cái căn. Cùng một cái căn được không? Đưa mấy này về cũng căng được không ta? Cũng khá khó đấy chứ. Đưa về cũng căng. Thôi để bài đó đây. À, thầy xử lý nó sao? Giống như thi đại học thôi. Có một bài nhìn vô chưa thấy được cái con đường giải á, thì mình để đó.
Mình sẽ quay lại nữa sau. Giờ chúng ta sẽ đi qua những cái bài tập kế tiếp. Chắc là thầy dừng video ở đây quá. Chắc là phải dừng ở đây quá. Những cái bài này là những cái bài từ bài số 15 tới bài số 8 ở bên dưới á, 15 nó ngược về số 8 ha. Là những bài hay, cho nên thầy sẽ giải video sau thôi. Những video này lấy cơ bản đi, những video kế tiếp thầy sẽ xử lý những bài này. Rồi thôi chào các em. Video ngắn ngắn thôi.